Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn lý thuyết rất hữu ích trong quản lý sự thay đổi, đó là mô hình phân tích trường lực của Lewin. Lý thuyết được phát triển bởi Kurt Lewin, sử dụng những kiến thức để xác định lực ủng hộ hoặc chống đối sự thay đổi và xây dựng chiến lược để thúc đẩy sự thay đổi. Giống như những khía cạnh khác trong công trình nghiên cứu của Kurt Lewin, ý tưởng căn bản đằng sau mô hình phân tích trường lực của Lewin rất đơn giản, chỉ khi đang áp dụng bạn mới thực sự đánh giá hết sự sâu sắc trong ý tưởng của ông. Phân tích của Kurt Lewin bao gồm xác định hai bộ nhân tố, thứ nhất là nhân tố thúc đẩy, thứ hai là nhân tố chống đối. Bằng việc xác định sức mạnh của từng nhân tố, việc tính toán liệu sự thay đổi có thành công được hay không là hoàn toàn khả thi. Để thực hiện được quy trình phân tích trường lực của Lewin, cần đảm bảo 5 bước sau. Bước 1, tạo một nhóm từ 4 đến 5 người để xác định các lực lượng thúc đẩy và chống đối sự thay đổi. Bước 2, mô tả sự thay đổi trong một ô ở trên cùng giữa tờ giấy. Kẻ một đường thẳng dọc chính giữa tờ giấy. Bước 3, ghi lực lượng thúc đẩy ở cột bên trái và lực lượng chống đối ở cột bên phải. Sử dụng phân tích SPKOT và trên quạt vét nếu cần. Bước 4, cho điểm từ 1 yếu đến 10 mạnh, cho từng lực lượng. Bước 5, tranh luận về sức mạnh của từng lực lượng với nhóm, và đồng ý hoặc lấy trung bình điểm số. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để xem chi tiết nội dung, hãy quét mã QR hoặc click vào link dưới phần bình luận. Mời các bạn đón xem phần tiếp theo. Nếu thấy hay, hãy nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé.